Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình là Kim Vlog đây. Hôm nay mình sẽ làm video đi ăn cay nha mọi người. Ở đây là quán của cô Mận nhá. Ở đằng sau mình đây là đường lớn thôi. Ở đây là một quán nha mọi người. Quán thì mình đặt tên là cay nha mọi người. Giờ mình sẽ gọi mì ra ăn thôi. Nãy mình khỏe rồi, 3 ly trà sữa, 3 ly trà bạc, 3 ly trà sữa, 3 tô mì cay. Giờ thì sẽ chờ nhân viên, chờ cô Mận làm xong rồi sẽ ăn cho mọi người nhé. IPF đã làm cấp 7 luôn mọi người. Phân sơ đi làm cấp 2 luôn. Còn mình làm cấp 3 nha mọi người nhé. Giờ mình sẽ tập luyện video. Đây Khân sơ đi với lại IPF đang ăn mì cay. Mì cay của Khân này cấp 3 nha. À cấp 2 nha. Mình cấp 7 nha. Mình cấp 2 nha mọi người. Mì cay luôn nha mọi người. Mới ăn một miếng. Còn cho sữa nữa. IPF ăn thử coi. Nhìn Khân nó ăn này. Cay không? Thêm không xoài ở. Mình không ăn trước nha mọi người, cho nó đỡ nóng tí để cho sữa. Ba tô đã đầy rồi. IPF đã ăn rồi. Của IPF. Mọi người ăn nước mình cay. Cay quá mọi người. Biết ăn cấp 7 hơn mà. Ăn cấp 3. Đây là khoai con hai này cấp 3. Nguồn nước này mọi người hiểu rồi đó. Anh em nhớ ủng hộ cô Mận nhá. Làng luôn xã Giác Riêng. Đường chính là thôi. Gần nhà thuốc Tây Hoa Giang nha. Anh em nhìn là biết. Trên Google cũng có. Cảm bị nóng sao? Quay bọn mình mày thôi. Cái quá mười. Đúng là cấp 3 có khách. Đẹp hả? Đi bác ăn được. Bông rau. Ê, đã bông đặc hình. Đi ăn cái tóc không, 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 nào, suốt ngày là ăn rau. Khân, có gì là mình nói với bạn không? Quá ngon, quá xuất sắc. Bông rau. Nhưng mà tội là hơi cay mọi người. Cho nên nhiều chất xơ. Nhưng mà ăn mì cay ít thôi nha mọi người. Cái gì đã. Bóc như thế vậy. Nó bọc. Bằng lặng để nhậm nhậm mình. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Bi nó tập lên một xoa vô nó bị đặt một nhưng cần như này là bi đi dơm mà bây giờ lên như này là bình nhẹ bi sao đời bây giờ nhậm để đọc rồi